Xin chào tất cả quý vị đang đến với game show Nghệ sĩ Chữ Tài. D336. Cuối tuần này chúng ta lại gặp gỡ với nhau để có thể cùng đến với những câu hỏi rất là hóc búa, thú vị, hấp dẫn để giúp cho hai đội khách mời và đội chủ nhà có thể giành lấy giải thưởng cao nhất, đó chính là 10 triệu đồng tiền mặt. Hy vọng là đội khách mời ngày hôm nay sẽ có thể dễ dàng vượt qua được 10 thành viên của nhóm B336. Mà thật sự điều đó không dễ dàng một chút xíu nào cả. Bắt buộc các nghệ sĩ tham gia vào trò chơi này đều phải có một kiến thức thật là rộng với tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống và âm nhạc. Bên cạnh đó, phải có một tinh thần thật là thép, bấm chuông, giành quyền trả lời. Và họ là ai vẫn còn là một bí ẩn với B336. Khách mời ngày hôm nay chính là một nhóm nhạc đã gắn liền với ký ức của rất nhiều quý vị khán giả, với những bài hát rất là ngọt ngào, dễ thương. Và với phiên bản mới nhất trong ngày hôm nay đã có sự thay cũ, đổi mới, thì hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại nhóm nhạc này. Nhóm này chắc là 1080 hay gì nè. 1088. Về lại trường xưa với bao kỷ niệm, vẫn giao cho thầy vẫn luôn không giờ. Một thời tuổi thơ chạy theo cánh phượng, lời thầy cô còn mãi. Con nhớ thương nhớ cô thầy dìu dắt con trên người, nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ con về sống ở trường xưa, giờ xa hơn chưa. Và kính thưa quý vị, nhóm nhạc mà chúng tôi vừa mới nhắc đến đó chính là nhóm Mắt Ngào. Và một thành viên rất quen thuộc đó chính là ca sĩ Thúy Nga. Và một thành viên mới đã trải qua biết bao nhiêu quá trình tập luyện và đặc biệt là tập tạ, đó chính là anh Dương Lâm. Bây giờ cái tên nhóm mới là nhóm Mắt Bập. Em có nghe thoáng thoáng là anh đổi tên thành Mắt Bụp đúng không? Đúng rồi em, nhóm Mắt Bụp đang sắp cho mọi người biết đến nhóm Mắt Bụp cũng cái khoảng thời gian mà ra mắt nhóm này luôn nè. Nói chung là song song cái bữa đó là ra nhóm Mắt Bụp luôn. Tại sao anh có mắt ngọc dễ thương thế, anh chọn Mắt Bụp, ý nghĩa của Mắt Bụp là gì? À, nó lạ em. Nếu mà mình hát không hay thì chúng sẽ quýnh mình bụp mắt. Tôi quýnh ông bụp mắt chứ. Nãy ông hát sai, tôi quýnh ông bụp mắt chứ. Em mới vô nhóm thì phải không cảm em chứ trời. Chị Thúy Nga ơi, cảm giác như thế nào khi mà được nhìn ngắm lại các em B336 giống như là thời xưa của mình á? Khoảng thời gian vừa qua thì... Khoảng thời gian vừa qua là cái gì? Thời gian vừa qua nó lộn lại mấy hồi. Hồi nhóm trưởng nó lẹo lử quá vậy. Lâu lâu liệu vậy đó. Chị cũng có dịp được theo dõi nhóm B336 và chúng ta bây giờ đầu tư rất là nhiều, rất là công phu, không có giống như thời của tụi chị buồn lắm. Bây giờ chị ước gì chị được bé lại thì chị sẽ được xin vô nhóm B336. À, chắc không được đâu chị nha. Sao vậy? Chị vô đây làm vú nuôi được thôi. Em chưa 18 mà. Nói chưa em chưa 18 mà. Trẻ chứ bộ. Bây giờ thôi các em giới thiệu một lần nữa để cho anh chị biết rõ tên từng thành viên được không? Xin chào. Em là Hana. Chào em là Kira Kira. Xin chào, em tên là Winner. China em. Xin chào, em là Vương Tuyền. Chào tất cả mọi người, em là Mon Hoàng Anh. Xin chào, em tên là Kenji. Xin chào, em tên là Việt Thi. Xin chào, em là Hailey. Xin chào, em tên là Chi Up. Chúng em là nhóm B336. Trời ơi, nhóm gì tao không làm như nhóm ông gì đấy, ai cho vô vậy? Anh thích mà, anh thích phong cách của nhóm mà, trẻ trung, năng động. Thì anh vô đây anh làm nhiệm vụ gì trong nhóm này? Anh make up. Nhưng mà ngày hôm nay B336 để có thể mang lại một tinh thần tươi trẻ hơn nữa thì có món quà gì để tặng cho đội khách mời không nào? Sau đây là em xin gửi tới các khán giả và đặc biệt là hai anh chị một bài hát mang tên là Treasure với phần phụ họa của hai em cùng nhóm là em Kenji và Mon. Xin mọi người cùng
attention, baby. Baby, I gotta tell you a little something about yourself. You're a wonderful father, so oh, you sexy lady. Lady, but you walk around here like you wanna be someone else. Whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Whoa, oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh. What you are, honey, you're my golden star. You really can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure. Pretty girl, pretty girl, pretty girl, you should be smiling. Girl like you should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. Whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Whoa, oh girl, I'm gonna show you when you're mine. Oh, nhóm bắt vô là nhóm nổi tiếng liền. Rồi thì cho em ra rồi đó. Xin mời vô đó. B336 Ngọc. Dương Lâm cũng là một diễn viên nhưng mà rất là yêu thích nhạc kịch và cũng có khả năng hoạt náo trên sân khấu rất là nhiều với rất nhiều cái lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Thì thấy các bé biểu diễn như thế này thì Lâm cảm thấy như nào? Tự nhiên cảm thấy chạnh lòng, tại sao mà các bé sau này giỏi quá, đa tài quá, biến quá, nhảy được, hát được, đánh trống được luôn. Sao bây giờ giỏi quá, bây giờ phải là phải chiến đấu với nhóm này, sao rồi nhóm mắt bập phải chiến đấu với nhóm này để giành khách mới được. Cảm ơn những lời nhận xét và góp ý của đội khách mời, nhưng đội khách mời cũng đừng chủ quan. Các bạn trẻ tuy là có thể ít kinh nghiệm trên sân khấu nhưng các bạn ấy có kiến thức cũng khá là sâu khi mà có thể trả lời rất nhiều câu hỏi qua những số vừa qua và gây khó khăn cho rất nhiều đội chơi. Không biết là ngày hôm nay Dương Lâm và Thúy Nga sẽ có đủ khả năng đó hay không. Bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng đến với đấu trường âm nhạc. Ở vòng thi đấu trường âm nhạc này, chúng ta sẽ có 20 ca khúc. Ở mỗi ca khúc, mình sẽ có 3 lượt trả lời.
Ai nhanh tay nhất nhấn chuông thì sẽ giành quyền trả lời. Nếu như trả lời đúng sẽ được một điểm, nếu như sai thì quyền trả lời sẽ được nhường cho người nhanh tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên ạ. Và trái đất sẽ dừng lại, chẳng thể quay khi thiếu đi. Lâm bình tĩnh Lâm, trời ơi. Ông mừng quá, mừng quá. Mừng quá. Giành quyền. Bài gì anh, bài gì anh? Đây là bài một nữa. Một nữa. Hay quá. Ây da, trời ơi, đau quá. Đúng vừa. Có anh sự thể hiện của ca sĩ Đình Đức Phi Trương. Chỉ vì một điểm mà xém lọt bàn. Phải vậy cho em. Rồi, xin mời Duy Lâm lật điểm lên nào. Ừ, cái nhạc qua nó bấm rồi. Ghê, hiện tín hiệu. Quạt giấy á. Quạt giấy. Quạt giấy, chính xác. Mùa xuân Tết của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Có người trả lời được mà. Trời ơi, quen quá, biết bài gì vậy? Vâng. Bài này rất hay, rất quen thuộc, rất lâu. Gợi ý đầu tiên có ba chữ. Ba chữ này giống nhau luôn. Trời, gợi ý gì dễ vậy? Có ba chữ mà một chữ là lớp. Lớp 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 hả ta? Ba chữ. Nhưng mà xin mời Jin em. Dạ. Em thấy nó là bài lớp lớp lớp. Lớp lớp lớp, chính xác. Chính xác. Rồi, rồi. Lanh lanh lanh. Ờ, thấy chưa? Bắt nhóm đi. Không sao, đàn chị như đàn em vậy. Không sao, không sao, không sao. Trả lời sai được mà, đâu bị trừ điểm đâu mà lo. Cứ trả lời. Rồi, bây giờ tiếp tục. Mời chị Thiên Hà. I lay my love on you. Chính xác, I lay my love on you của nhóm Westlife. Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng. Tín hiệu đã đến với người suy yếu. Chúng ta là người chiến thắng. Chúng ta là người chiến thắng. Trừ chính xác. Xin mời lượt tiếp theo. Dương Lâm. Đường đến vinh quang. Yeah. Xin mời lượt tiếp theo. Trừ chính xác. Dạ thưa anh. Cái gì? Đường đi đến đỉnh vinh quang. Trời ơi, không nghĩ sai một bị dương. Đường lên đỉnh, đường lên đỉnh vinh quang. 1, 2, 3 đã mất lượt rồi và Môn Hoàng Anh cũng không được quyền trả lời nữa. Đáp án chính xác của chúng ta là đường đến ngày vinh quang. Trời sao ơi. Sao một chữ không được. Bài hát tiếp theo nào. Cần tụng kinh không? Tụng kinh không? Tụng kinh khi trả lời không? Không, từ từ bình tĩnh để em. Đây là bài 10. Em không biết rồi. Trời ơi, em không biết rồi. Xin mời, xin em. Dạ là bài To Love You More của Diva Celine Dion. To Love You More. Chính xác. To Love You More là một đáp án hoàn toàn chính xác. Trời ơi, bài này chắc là Mắt Ngọc biết nè. Cái gì vậy? Cái gì mà cũng xé áo người ta vậy? Đó, mai áo. Ủa? Bài gì? Bài gì? Bài gì? Bài gì? Mai áo. Trả lời phải minh họa không? Phải minh họa. Cao gấp ngày mai. Sao vậy anh bắt đầu ý kiến gì không, sao? Anh rung không có, anh bắt lộn. Baby đêm nay anh là superstar của Vương Tuyên. Hai chữ thôi. Từ từ, chưa gì mà ráng cho gợi ý rồi. 4, 3, 2, 1 mất lượt. Rồi, xin mời nghe lại. Baby đêm nay anh là superstar của ZMA. Nước tôi đâu muốn chảy xuống hạ lưu. Oh baby boo, nó làm sao cho nó đùa. Bài gì? Rap lần đầu. Lần đầu, chính xác. Yeah. Bài sáng tác của nhạc sĩ Blue Amazing. Và bài hát tiếp theo. Em ghê vậy. Rồi tụng xíu. Có quyền bấm ở đây, có quyền bấm không? Bấm không? 5, 4, 3, 2, 1. Bye bye. Xin mời ca sĩ Thúy Nga. Chị nói luôn đi. Cái gì à? Bu sa me chu. Beza me mu chu. Chính xác. Sao la dữ vậy? Cơn thân đẹp vườn xoan. La bài gì?
mau lên hết giờ. Chú ếch con à? Chú ếch con, chính xác. Và với ca khúc chú ếch con này, chúng tôi có một món quà nho nhỏ muốn dành tặng cho tất cả mọi người. Và các bạn đã vừa phát hiện ra được người quen nào chưa ạ? Ai nào đọc to nào. Dễ thương mà. Động lực nào khiến cho Michael Jackson khuyên nhập vào người em lúc đó để thể hiện chú ếch con? Lúc đấy thì em có ở nhà, em bố em có làm internet thì cũng lên mạng xem rồi. Và rất là thân từ. Rồi xe máy bay về cuối trường. Đã đến lại cũng rồi, thấy chưa? Đây là một bài hát đến từ... Ngày xưa. Và sáng tác của nhạc sĩ Yến Dung và nhóm nhạc thể hiện thành công với là nhóm nhạc Mây Trắng. Đúng rồi. Cùng thời với Mắt Ngọc. И тогда наверняка запляшут облака. Tiếng gì đấy em, tiếng gì thôi, tiếng gì? Bài này là bài... Hãy đi, cẩn thận nha. Bài gì? Nếu mà tiếng Nga là chắc chắn tôi để nụ cười ạ. Ủa gì kỳ vậy, tiếng Nga thì tôi đề phải tiếng Nga chứ. Dịch qua tiếng Việt tự đề tiếng Việt. Được không, học lấy không? Học lấy. Nụ cười, chính xác. Chúc mừng bạn. Bài tiếp theo hot lắm nè, vừa hot gần đây luôn nè. Ông bà anh, chính xác. Anna được một điểm. Thì muốn cái đúng một cái là đóng bắp chùi. Đó là bài I Will Always Love You của Whitney Houston. Chúc mừng cho em, chính xác. I Will Always Love You. Gì đây? Anh Minh Họa thôi. Cho em gần anh thêm chút nữa. Cho em gần anh thêm chút nữa. Chính xác. Một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Một đáp án hoàn toàn chính xác. Rob Dương rất chính xác. Khoan cho khách mời định tâm lại đi. Nghỉ chơi đi. Không chơi nữa đâu, không phải không chơi nữa. Không được, anh phải cứ bấm đi suy nghĩ sau, đúng không? Sẵn sàng chưa? Bài tiếp theo nha. Lại hoang mang rồi. Bài này là bài Đường Công của ca sĩ Thu Minh. Và sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Dạ biết. Anh muốn chùa MC cho biết à? I don't wanna love forever. Ai bấm? Dương Lâm bấm thì Dương Lâm trả lời đi. Dương Lâm trả lời đi. Trả lời giùm không được hả? Không, Dương Lâm trả lời đi. Life 5 nhớ là vậy á. 3 2 1 bất lực rồi, thật đáng tiếc. Cái đây là bài Hayley. I don't wanna live forever. Chính xác. Chán rồi. Wow, kìa. Em không là duy nhất. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, hay quá. Làm được một điểm rồi. Lâm nhờ nghe nhá, hay quá. Bấm đại đi chị. Rồi, chơi tiếp. Rồi. Bài hát cuối cùng. Đây là bài hát cuối cùng, mọi người cẩn thận nha. Bài của em. Bài là em trình bày rồi. Bài này hát thử một đoạn đi. Giữa mạc tư khoa nghe câu hò nghệ tĩnh. Chính xác.
Như vậy chúng ta đã kết thúc được 20 đoạn nhạc. Và thật là xuất sắc khi mà cả hai đội đều cố gắng giành lấy quyền trả lời, bởi vì những ca khúc này đều rất là quen thuộc. Và tổng điểm như sau: Dương Lâm và Thúy Nga, các bạn được 7 điểm. Chúc mừng đội khách mời. Và theo đúng với luật chơi, đội chủ nhà gồm 10 người, nhưng chúng tôi sẽ chọn ra hai thành viên có hai số điểm cao nhất để cộng lại. Và T-Up, bạn được 3 điểm. Thành viên cao điểm tiếp theo là Gina Em với 4 điểm. Như vậy, tổng điểm của đội chủ nhà B336 là 7 điểm. Chúc mừng đội chủ nhà. Thật là căng thẳng khi mà cả hai đội đều cùng được 7 điểm bằng nhau. Vì vậy, chúng tôi quyết định cả hai đều không có điểm nào ở vòng sau. Chúc mừng cả hai đội. Chào mừng mọi người đã đến với vòng 2 được mang tên Đấu Trường Kiến Thức. Và với đấu trường kiến thức này, cả hai đội không có thành viên thí sinh nào được cộng thêm điểm. Và như vậy, rõ ràng rất cân tài, cân sức. Ai chạm vào số điểm 10 đầu tiên sẽ được 10 triệu đồng tiền mặt. Và nếu như đội chủ nhà chạm trước thì có nghĩa các bạn đã giữ nguyên số tiền thưởng này cho chương trình. Chị Thúy Nga, màu phong thủy, may mắn của chị là màu gì nào? Sẽ chọn hai số 5 đi. Xin mời cho chị nó thân thuộc, quen thuộc. Vô. Hãy cố gắng ở vị trí xa nhất, lắng nghe xem MC đã nói chị hết hay chưa. Còn Dương Lâm, bạn mặc áo màu vàng, bạn chọn màu xanh chắc. Chọn số 4, kế bên nhau. Rồi, như vậy đội khách mời đã quyết định ngồi gần nhau để có thể dễ dàng hỗ trợ cho nhau. Còn B336, các bạn quyết định ai sẽ ngồi vào vị trí quan trọng này. Mặc dù em là có số điểm cao nhất, nhưng mà tại vì ở vòng trước thì em đã lên rồi, cho nên hôm nay em sẽ nhường cho ba bạn khác. Đó chính là Hana, Hailey và T-Up. Rồi, xin mời Hana, Hailey và T-Up. Tất cả người chơi đã sẵn sàng rồi. Và bây giờ 40 phút xin được phép bắt đầu. Thôi xin mời chị Nga, chị hãy chọn một con số đầu tiên. Số 7. Câu hỏi như sau: Victoria Beckham, vợ của cầu thủ David Beckham, từng là thành viên của nhóm nhạc nào? Hết. Không lại cái tay luôn á. Tay của anh là của nhóm nhạc Spice Girls. Chính xác, đó chính là Spice Girls. Nhấn nhanh quá, hai chị em mình già rồi sao? Hana, em phải chọn số tiếp theo. Em sẽ chọn số 20. Hãy lưu ý từng chi tiết một trên video clip này. Địa đạo này nằm ở huyện hay quận nào của thành phố Hồ Chí Minh? A. Củ Chi, B. Bình Chánh, C. Tân Phú. Hết. Hay quá Nga ơi. Tuy Nga, C. Tân Phú. Tân Phú đúng hay không? C. Tân Phú. Chúc mừng ca sĩ. Đó chính là địa đạo Phú Thọ Hòa. Ở số địa chỉ là 139 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Chị chọn số số 10. Ba chìm bảy nổi chín lên 10 điểm về chỗ quỳ gối. Chùa Diên Hữu là tên gọi khác của ngôi chùa nào? A. Chùa Một Cột, B. Chùa Trấn Quốc và C. Chùa Dâu. Hết. Xin mời Hailey. Đáp án của em là Chùa Một Cột ạ. Chùa Một Cột. Và đó là đáp án chính xác. Nhanh quá, nhanh quá. Đây là con số 1 ạ. Nhân vật hoạt hình đầu tiên được tặng sao trên đại lộ danh vọng của Hollywood là nhân vật nào? Hết. Chọn phương án B là chuột Mickey ạ. B, chuột Mickey. Và đó là đáp án chính xác. Chọn số 40. 40. Ca sĩ Elvis Presley nổi tiếng ở dòng nhạc nào? Cái tay mấy người gì mà căng dữ vậy? Chừng nào tôi nói hết. Hailey. Elvis Presley rất nổi tiếng với dòng nhạc rock and roll. Yeah. Không đâu phải bàn cãi gì nữa. Rock and roll. Nắng 3 năm ta chưa hề bỏ bạn, mưa một ngày sao bạn lại bỏ tôi? Đây là cái gì? Trời, mặt Long căng thẳng mà giống như bị đứng hình, giống như ai xịt keo để chờ nói chị hết. Trời ơi, hay quá vậy ta. Hailey. Thường thì khi mà có nắng thì sẽ có cái bóng. Bóng gì? Bóng râm.
bóng đen hay bóng gì? Bóng này là bóng sao vậy anh Hoàng hả? Cái này là bóng gì vậy? Bóng gì? Đó là cái bóng gì? Hả? Bóng gì? Ừ, bóng người thì nói bóng người có gì đâu. Và đáp án của tôi là cái bóng. Chúc mừng Hailey. Con nghĩ đi. Số 36 ạ. 36. Cố lên Thiên Tâm, cố lên Thiên Tâm. Không sao cả. Trời ơi, cho anh câu đi mấy đứa ơi. Trời ơi, ba mẹ anh coi. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ nào khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam nhiều lần nhất? A. Lê Quỳnh Đức, B. Lê Công Vinh và C. Nguyễn Hồng Sơn. Hết. Làm có tập tạ là con chơi thể thao nó biết thôi chứ không có biết. Trời. Không sao không sao, không điểm không mất gì luôn anh ạ. B. Lê Công Vinh. Trời ơi. Mẹ anh coi đấy nha, đừng trả lời sai. Chị Thủy nha. Tiên ơi, giúp em với. Chính xác. Chúc mừng Lâm. 17. Môn võ nào được gọi là hiệp khí đạo? A. Benkasilat. B. Karate Do. C. Aikido. Hít. Hay quá, Nga ơi! Thứ nha! Aikido! Hay! Rồi, chính xác! Chúc mừng chị Thứ Nga! Trong tập truyện 1001 đêm, Alibaba và 40 tên cướp, thì Alibaba làm nghề gì trước khi gặp 40 tên cướp đó? A. Tiều phu. B. Bán dầu. C. Dân buôn. Hết! À, chắc Hana có đọc rồi. Hana! Dạ, đọc rồi, em chọn anh. Đáp án Nga! Tiều phu! Tiều phu! Tiều phu! Tiều phu! Chính xác! Câu hỏi như sau: người lao động Việt Nam bắt đầu được nghỉ lễ ngày giỗ tổ Hùng Vương từ năm nào? A. 2007. B. 2008. C. 2009. Hết. Trời, Dương Lâm ơi, Dương Lâm ơi, con nghĩ đúng ngày này không Lâm ơi? Dương Dương nào? Lâm ơi, ráng lên 2 điểm đi Lâm ơi. 2007. Đáp án là mất hết điểm hay sao? Chính xác. Tam giác quỷ Bermuda là vùng biển thuộc đại dương nào? Hết. Xin mời Hailey. Đại Tây Dương. Đại Tây Dương, chính xác. Tên gọi khác của con tôm tít là gì? Em ơi, em thích con này nè. A. Bê bê. B. Lề mề. C. Mề mề. Hết. Đấy. Hay quá. Hay nói tới ấp thật là phải nói tới tì ấp. Tì ấp, người ăn nhiều nhất là có ấp luôn. Con tôm tít. Đáp án của em là con bê bê ạ. Con... Đâu, lề mề chứ. Không, bề bề, lề mề bề. Là... Đáp án A, chính xác. Số 8. Chúng ta hãy cùng theo dõi hình ảnh sau đây. A, B, C, D, E. Chú ý kỹ nha, kỹ nha. Trong hình vừa rồi, xe nào đã vi phạm quy tắc giao thông? A, mô tô và xe con. B, xe khách và mô tô. C, xe tải và mô tô. Được rồi, xong không dạ được. Không? Mất lượng. Mất lượng phải làm rồi. Chị nghe, chị nghe. Chừng nào bấm hết á, vậy nè, mới được bấm. Ủa? Rồi, Hana, Hana, nhìn kỹ nha. Xe nào sai? Dạ, sai E. Vậy em chọn câu A. Câu A, bạn chọn mô tô và xe con sai. Và đáp án là... Chính xác, chúc mừng bạn. Hay quá. Trời đất ơi, cái dầu nhìn chút xíu được mà nhìn ra được hay thiệt nãy. Trong giải quần vợt nào thì các vận động viên bắt buộc phải mặc trang phục chủ yếu là màu trắng? Hay quá Lâm ơi! Lâm ơi! Lâm ơi! Trời, tài ít nè! A. Giải Úc mở động. Chết rồi, câu C mới là câu trả lời chính xác. Thật bị trừ điểm. Đáng tiếc Will Burden. Quá thêm điểm anh ạ. Vậy sao bị trừ điểm hả? Như vậy Dương Lâm đã quay về vị trí điểm 0 của mình. Ủa số 0 luôn. Không sao, Dương Lâm vẫn còn cơ hội để bứt phá lên. Cố gắng nào. Và quyền lựa chọn câu hỏi thuộc về nhóm B36. Số 6. Số 6. Hoàn thành câu ca dao sau đây. Trèo lên 3 chấm hái hoa, bước xuống 3 chấm hái nụ tầm xuân. Hết. Hay quá Lâm ơi, Lâm biết câu này mới tự tin là không làm đáng đại được, không hề có manh mối nào hết. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân là chính lá xác. Là. Chính xác. Hay quá Lâm ơi. Rất quen thuộc. Bán kính vòng tròn trung tâm sân bóng đá 11 người theo tiêu chuẩn của FIFA là bao nhiêu? Vậy hết. Em chọn B, 15,9 ạ. Yeah, B, 15,9m. Đó chính là đáp án sai. Chúc mừng, chúc mừng. Đập đùi là cái gì? Hả? Đập đùi là cái gì?
Trời ơi, chi vậy? Hả? A. Tây Sơn Bình Định, B. Nam Huỳnh Đạo và C. Võ Vi Nam. Hết. Trời ơi. Một là 5 điểm, hai là 0 điểm, bạn chọn con số mấy? Võ Vi Nam. Võ Vi Nam à? Và C chính là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Trong đoạn phim Thời Đại Tân Kỳ vừa xem thì nghệ sĩ Charlie Chaplin đã sử dụng cửa tấn công hai phạm nhân mấy lần? Hết. Em thấy 3 lần là đập ra, 1 lần là đạp hay đấm gì đó, hay đá gì đó nhỉ. Em nghĩ là 3 lần. Rồi chúng ta sẽ xem lại video clip xem là mấy lần nhé. Đếm nào, đếm nào. Cái cửa đâu? 1. Hồi hộp quá. 2. Ba rồi, chắc ba rồi. Ba. Rồi có bốn không? Có bốn không? Có bốn hay không? Chính xác 3 lần. Chúc mừng Kiệp. Hay quá. Chọn. Phim Việt Nam nào đã giành giải phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Asian 2017 vừa qua? AIFFA. Được tổ chức vào tháng 5 năm 2017. A. Tấm cám chuyện chưa kể. B. Đảo của dân ngụ cư. Và C. Dạ cổ Hoài Lan. À! Câu B. Đảo của dân ngụ cư. Yeah. Chính xác. Đảo của dân ngụ cư. Hiện tại thì Hana chúng ta có 5 điểm này. Chi Up 1 điểm. Haley 5 điểm. Anh Lâm 1 điểm. Và chị Nga 2 điểm. Có vũ cho khách mời không? Thôi thôi. Kêu ta cố lên. Bấm nhanh như vậy vậy sao ta cố lên nổi. Ê vậy. Nhường nha, nhường. Nhường đi rồi là anh chấp nhận cái lời cố lên đó. Chúng ta có 10 giây để xem hình ảnh sau đây. Kính thưa quý vị, câu hỏi như sau: mắt của con lạc đà có bao nhiêu mí? Hết. Khà khà, thấy chưa? Thấy cái lông nghe của nó chưa? Sao nó dán lên cái lông nghe kia. Bao nhiêu mí mắt nào? Sai. Bộ nó đi. Thôi bây giờ em có, dù cho em có sai thì em cũng sai trong vinh quang. Sai. Chính xác. Ủa sao đếm mà được 3 hay vậy? Chính xác. Vận động viên đầu tiên mang huy chương Olympic về cho Việt Nam là hết. Hay quá Long ơi. C. Trần Hiếu Ngân. Trần Hiếu Ngân. Và đó chính là đáp án. Chính xác. Chính xác. Yeah. Hay quá. Xin mời Chiến Long. 12. Mạch máu có chức năng dẫn máu từ tim đến các cơ quan trong cơ thể có tên gọi là gì? A. Động mạch. B. Tĩnh mạch. Và C. Mao mạch. Hết. Xin mời Hải Ly. Đó, động mạch ạ. Hành tinh nào trong hệ mặt trời quay ngược chiều với các hành tinh còn lại? Hết. Lâm ơi, Lâm ơi, Lâm ơi. Biết không Lâm? Không, đón đại luôn. A, sao Mộc? Lâm gan dữ trời, đón đại không á. Sao chọn cái gì cũng A hết chứ, không biết là A hết. Bấm đại đi chị. Thí mạng đi. Rồi, chơi tiếp, vui rồi. Và A là đáp án. Sai. Trời ơi, sao Kim? Đào Kim mới là đáp án chính xác. Và kính thưa quý vị, Dương Lâm, nghệ sĩ trẻ đầy tài năng, tạo nên một kỷ lục mới trong chương trình Nghệ sĩ thứ tài B336 với hàng loạt câu trả lời sai. Xuất sắc. Kệ tôi. Bỏ đi nha, bỏ cái gan đi nha, đại đi nha. Tết Songkran của Thái Lan nổi tiếng với hoạt động nào? A. Thả đèn. B. Té nước. C. Thả cá. Hết. Lâm ơi, Lâm có đi Thái Lan rồi. Té nước. Té nước sông ran. À ha. À ha. Té nước có phải là đáp án đúng hay à không? Ha ha. Mẹ đi hết giờ rồi. Rồi rồi, đâu đúng rồi, nó phải hiện lên. Nó phải hiện ra đáp án rồi. Tiếp luôn anh, tiếp luôn anh. 13. Quê hương của đại thi hào Nguyễn Du là ở đâu? Hết. Thì em chọn câu A là Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Và đó là đáp án. Hà Tĩnh. Rất giỏi. Em chọn số 32. 32. Bộ môn bóng chuyền có xuất xứ từ đâu? Hết. A luôn. Sao? Bây giờ chọn đại, chọn A không vậy? Đợi tôi, giờ tôi không còn gì để mất nữa rồi. Hay quá, với tinh thần quyết tâm, anh quyết chí mà còn vinh dự mẹ nhà coi anh. Là đáp án, chính xác. Hay quá. Hay quá.
là 10. 21. Mai Huyền Linh là tên thật của nghệ sĩ nào? A. MC Huyền Linh. B. Danh hài Hoài Linh. Và C. Ca sĩ Phương Linh. Hết. A. MC Huyền Linh. À. MC Huyền Linh. À. Paracetamol thuộc nhóm thuốc nào sau đây? A. Thuốc hạ sốt và giảm đau. B. Thuốc điều trị cao huyết áp. Và C. Thuốc an thần. Hết. Thuốc hạ sốt giảm đau nè. Và A là đáp án chính xác. Yeah. Quá, chị Nga được mấy điểm rồi? Chị Nga được mấy điểm rồi? Hiện tại chị Nga của chúng ta là có 4 điểm. Giờ tới vùng lên rồi đó nha. Cố lên. Cố lên chị. 6 điểm nữa, thời gian vẫn còn hơn 15 phút. Cố lên. 28. Cây móng bò là tên gọi khác của loài cây nào sau đây? A. Cây hoa ban. B. Cây phượng tím. Và C. Cây bò cạp vàng. Hết. Hoa ban. A. Hoa ban. Nhưng mà hoa ban liên quan tới cái móng bò. Anh đón đại kệ anh, em được hỏi gì hết. Và A là đáp án chính xác. Hay quá là mới. Có 3 que diêm, làm sao xếp các que diêm lại thành một số lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4? Có 3 que diêm thì một cây nằm ngang này. Ừ. Một cây chéo đây. Ừ. Một cây chéo đây. Là số pi là 3.14, là số lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4. Thông minh. Rất tốt, đó chính là số pi. Nghệ sĩ ưu tú Đinh Thình nổi tiếng về loại hình nghệ thuật nào? Hết. Biết luôn nè, nghề người trong nghề phải biết. Không biết luôn, mà trong điện ảnh thì không biết chú này, cải lương thì cũng không biết chú này, chắc chắn là chú diễn nhạc cụ dân tộc lót lót đại vậy. A nữa hả? A nữa hả? Cái định mệnh của mình phải gắn tới A hay sao? A nữa. A là đáp án. Hay quá, chính xác. Rồi. 14. Và chúng ta lắng nghe những giai điệu sau đây. Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Bây giờ hãy cho biết bài hát vừa rồi nói về ngành nào sau đây? A. Nông nghiệp. B. Giao thông. C. Giáo dục. Hết. C. Giáo dục. Giáo dục dựa vào đâu bạn chọn giáo dục? Nghe nó hào hùng là biết giáo dục. Giáo dục cái gì đó trong trong lòng của thanh niên. Phải háo hức, học hỏi. Đúng rồi. Và C. Giáo dục là đáp án chính xác. Chiến sĩ văn hóa. Ai là người tạo ra vaccine bệnh dạy? Hết. B. B. Louis Pasteur. Chính xác. Anh Long của chúng ta là có 6 điểm. Hana 7 điểm, T-up 1 điểm, Hailey 7 điểm và cuối cùng là chị Nga 4 điểm. Cố lên, 4 câu nữa thôi. Tiếp theo như sau. Trong bộ truyện Harry Potter, thần hộ mệnh của Harry Potter mang hình dáng của con vật nào? A. Chiếc phượng hoàng. B. Con hươu. C. Con cú. Hết. Con hươu. Con hươu. B. Là đáp án chính xác. Sao hay vậy trời? Thiệt hay thiệt luôn. Ủa nhớ con cú mà ta. À, nuôi với ông thầy Dumbledore thôi phải không? Lẹ ra anh ơi, không còn thời gian mà sao mà kỳ quá. Em chọn số 23. Thì gì á? Trong các cách sau đây, đâu là cách đúng nhất dùng để sơ cứu ngay lập tức khi bị bỏng? A. Chườm đá lạnh. B. Rửa nước lạnh. Và C. Bôi kem đánh răng và thuốc mỡ. Hết. Hay quá, bị bỏng rồi đúng không? Ở nhà bà mẹ là bà cho sức nước mắm nè. Mà ở đây không có chữ nước mắm luôn, ác dễ sợ. Ờ, mẹ mình cũng hay vậy á. Cô B. Nước lạnh. Đích đáp. Mấy điểm rồi? 24. 7 rồi, 7 rồi. Lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra vào ngày mấy âm lịch? Hết. Trời ơi. 48 điểm. Thường thường là sinh nhật em. Thôi em ơi, giải thích, đừng giải thích bé ơi. Dạ B, bạn 15 7. Ờ, đời nói luôn đi con, giỏi. Rồi, rồi, qua luôn, qua câu hỏi tiếp theo luôn. Hay. Chính xác, rồng tháng 7. Ikebana là từ chỉ môn nghệ thuật nào của Nhật Bản? A. Cắm hoa. B. Xếp giấy. Và C. Vẽ tranh. Hết. Chị Nga cố lên. Xếp giấy. Và xếp giấy là đáp án sai. Đáng thấy rồi, tôi thấy rồi, tôi có từng nói. Sao đâu? Cắm hoa mới là đáp án chính xác. 35. Chắc là sai mà chọn luôn hả? 35 hả? Kệ, ưu tiên phụ nữ không sao? Tính đến năm 2017, trong 3 nhà máy thủy điện dưới đây, nhà máy nào có công suất lớn nhất? Hết. C. Đa Nhiêm. Đa Nhiêm à?
Asoka. Như vậy tạm biệt Kim Em. Dương Lâm mất hết điểm nữa một lần nữa. Thôi mình luôn ơi, mình nghỉ đi. Và thời gian 40 phút đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Khách mời của chúng tôi đó chính là nghệ sĩ Thúy Nga và nghệ sĩ Dương Lâm. Chưa vượt qua được 40 câu hỏi trong vòng 40 phút. Không đó. Là có đâu. Nói nhiều, nói dài là người ta không có chuẩn bị kịp. Bây giờ ông trả lời mình hai mấy lần. Dạ em mong chương trình là thức sao là đổi MC. Dạ em có thể làm MC được. Dạ. Xin chào thầy.